Avezanh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay Avezanh. Xin chào các em, chào mừng các em đã đến với khóa học toán Vietjet. Trong buổi học ngày hôm nay thì cô và các em sẽ cùng đi trả lời các cái câu hỏi cũng như là bài tập của bài học số 3 trong chương 2 của bộ sách Toán 7 cánh diều. Đó là bài giá trị tuyệt đối của một số thực. Số thực thì chúng ta đã được tìm hiểu ở hai bài học trước, nhưng trong bài học này có một cụm từ hoàn toàn mới, đó là cụm từ giá trị tuyệt đối, đúng nào? Vậy thì thế nào là giá trị tuyệt đối? Thì chúng ta sẽ cùng đi trả lời các câu hỏi để tìm hiểu xem thế nào là giá trị tuyệt đối của một số thực nhé. Khởi động bài học với một câu hỏi đầu tiên có nội dung như sau. Hình 8 mô tả một vật chuyển động từ điểm gốc 0 theo chiều ngược với chiều dương của trục số. Và sau 1 giờ thì vật đi đến điểm âm 40 trên trục số với đơn vị đo trên trục số là km. Và đây là hình 8 để biểu diễn. Và câu hỏi người ta đưa ra đó là hỏi khoảng cách từ điểm âm 40 đến điểm gốc 0 trên trục số là bao nhiêu km. Thế thì chúng ta thấy là ở đây chúng ta đang quan tâm đến cái khoảng cách di chuyển của một cái con thuyền, đúng nào, của một vật chuyển động. Thì ở đây là hình ảnh ở đây là thể hiện cho một vật, được chưa nhỉ? Thế thì chúng ta đã biết là khoảng cách thì là một số, nó sẽ luôn dương, đúng không? Nhưng mà khi gắn vào trục tọa độ ở trong toán học thì ở đây chúng ta quan sát này. Từ điểm trên cái trục số này thì cô nhận thấy cứ mỗi một cái vạch này là 10, được chưa nào? Và để thể hiện này, đơn vị đo trên trục số là km, vậy thì mỗi một cái khoảng này là 10 km. Và chúng ta sẽ nhìn xem từ điểm âm 40 cho đến điểm 0 là bao nhiêu, từ điểm 0 cho đến điểm âm 40 sẽ có khoảng cách là bao nhiêu. Thế các bạn sẽ cùng quan sát. Ta thấy là cứ mỗi đoạn thẳng trên trục số thì biểu diễn khoảng cách 10 km. Thế thì ở đây chúng ta nhận thấy có từ điểm 0, xuất phát từ điểm 0 cho đến điểm âm 40 là 10 km, 20 km, 30 km và 40 km. Và do đó khoảng cách từ điểm âm 40 đến điểm gốc 0 trên trục số là 40 km. Các em nhớ nhé, khoảng cách thì không thể là một số âm được, đúng không nào? Mặc dù nó ở vị trí âm 40 là trong toán học gắn vào hệ quy chiếu, tuy nhiên thì ở đây chúng ta nhận thấy khoảng cách thì luôn là một số dương. Vậy khoảng cách từ một điểm đến cái điểm gốc 0 như thế này thì có liên quan gì đến giá trị tuyệt đối hay không? Chúng ta sẽ cùng đi vào tìm hiểu câu hỏi ở hoạt động số 1. Hãy biểu diễn hai số âm 5 và 5 trên một trục số và B nhỏ tính khoảng cách từ điểm 5 cho đến điểm 0. C nhỏ khoảng cách từ điểm trừ 5 đến điểm 0. Chúng ta sẽ quan sát như sau. Đầu tiên là biểu diễn hai số 5 và trừ 5. Chúng ta sẽ vẽ trục số bằng cách là vẽ một đường thẳng nằm ngang có mũi tên ở bên tay phải và đánh dấu số 0. Chia trên trục số này chia thành những cái đoạn thẳng đơn vị bằng nhau. Số 5 gồm có 1, 2, 3, 4, 5. Số âm 5 nằm ở chiều ngược lại bên tay trái 1, 2, 3, 4, 5 và nằm ở chiều này chỉ việc thêm dấu trừ. Sau khi đã xác định được các cái điểm ở trên trục số, chúng ta làm đến nội dung yêu cầu tiếp theo. Đó là tính khoảng cách từ các cái điểm này cho đến điểm 0. Khoảng cách từ điểm 5 cho đến điểm 0 là 5 đơn vị, khoảng cách là một số dương. Khoảng cách từ trừ 5 cho đến điểm 0 cũng là 5 đơn vị. Vậy thì khoảng cách từ một điểm cho đến, từ một điểm trên trục số nhé, cho đến điểm gốc 0 hay điểm 0 thì người ta gọi là giá trị tuyệt đối của cái điểm đó trên trục số, hay là giá trị tuyệt đối của cái số mà mình biểu diễn ở trên trục số. Vậy thì các em hiểu rằng là qua hai hoạt động này người ta đều nhắc đến khoảng cách từ một điểm đến điểm 0. Thế thì giá trị tuyệt đối chính là cái khoảng cách đó, và khoảng cách thì luôn dương. Nhớ cho cô như vậy nhé. Khoảng cách thì không thể nào mà âm được, là một số âm được, đúng nào? Và vận dụng, chúng ta sẽ đi làm luyện tập 1. So sánh giá trị tuyệt đối của hai số thực A, B trong mỗi trường hợp sau. Chúng ta cùng quan sát ở hình ảnh. Đầu tiên là ý A.
Ta có ký hiệu hai cái gạch thẳng như thế này và viết chữ A ở dưới thì được đọc là giá trị tuyệt đối của số A. Thế thì giá trị tuyệt đối của A thì chính là khoảng cách từ điểm A cho đến điểm gốc 0, đúng nào? Thì chính là đoạn thẳng OA. Thế còn giá trị tuyệt đối của B, ký hiệu này đọc là giá trị tuyệt đối của B, thì chính bằng khoảng cách từ điểm B cho đến điểm 0, và như vậy chính là bằng đoạn thẳng OB. Mà trên trục số thì rõ ràng đoạn thẳng OA lớn hơn đoạn thẳng OB, hay là OA lớn hơn OB, nên giá trị tuyệt đối của A sẽ lớn hơn giá trị tuyệt đối của B. Nhìn như thế này thì rõ ràng là A nhỏ hơn B, nhưng mà giá trị tuyệt đối của chúng thì lại không như thế các em nhé. Lưu ý. Tương tự sang đến ý B. Giá trị tuyệt đối của A thì bằng đoạn OA. Thế còn giá trị tuyệt đối của B là khoảng cách từ điểm 0 cho đến điểm B thì chính là bằng đoạn OB. Thế thì OA rõ ràng là nhỏ hơn OB, nên là giá trị tuyệt đối của A sẽ nhỏ hơn giá trị tuyệt đối của B. Vậy thì để so sánh hai giá trị tuyệt đối thì đầu tiên các em phải đi tính giá trị tuyệt đối của nó trước, đúng nào? Mà tính giá trị tuyệt đối của nó thì chính là đi tính khoảng cách, nhớ chưa? Mà khoảng cách thì phải là một số không âm, các bạn nhớ chưa nào? Vậy lưu ý như vậy nhé. Chúng ta chuyển sang đến hoạt động số 2. Tìm giá trị tuyệt đối của x trong mỗi trường hợp sau. A nhỏ là x bằng 0,5, B là x bằng âm 3/2, C là x bằng 0, và D là x bằng âm 4, E là x bằng 4. Chúng ta sẽ cùng vào làm ý A. Khoảng cách từ điểm 0,5 cho đến điểm gốc 0 là 0,5, nên yêu cầu tính giá trị của x với x bằng 0,5 thì ta sẽ thay giá trị tuyệt đối của x thay bằng giá trị tuyệt đối của 0,5. Mà giá trị tuyệt đối của 0,5 thì chính là bằng khoảng cách, ở đây là bằng 0,5, được chưa nào? Và chúng ta kết luận được giá trị tuyệt đối của x bằng giá trị tuyệt đối của 0,5 và bằng 0,5. Sang đến ý B, khoảng cách từ điểm -3/2 đến gốc 0 là 3/2. Nhấn mạnh khoảng cách thì là một số lớn hơn hoặc bằng 0, nên ở đây giá trị tuyệt đối của x bằng giá trị tuyệt đối của -3/2 và bằng 3/2. Vậy giá trị tuyệt đối của x bằng giá trị tuyệt đối của -3/2 và bằng 3/2. Ý C, khoảng cách từ điểm 0 đến gốc 0 là 0, nên giá trị tuyệt đối của x thay chính là bằng giá trị tuyệt đối của 0 và bằng 0. Vậy giá trị tuyệt đối của x bằng giá trị tuyệt đối của 0 và bằng 0. Ý D, khoảng cách từ điểm -4 đến điểm gốc 0 là 4, nên giá trị tuyệt đối của x bằng giá trị tuyệt đối của -4 và bằng 4. Vậy giá trị tuyệt đối của x bằng giá trị tuyệt đối của -4 và bằng 4. Đến ý E, khoảng cách từ điểm 4 đến gốc 0 là 4, nên giá trị tuyệt đối của x bằng giá trị tuyệt đối của 4 và bằng 4. Vậy giá trị tuyệt đối của x bằng giá trị tuyệt đối của 4 và bằng 4. Ở ý này, cô sẽ phải sử dụng thêm, chỉ rõ thêm là khoảng cách. Ở đây đều dùng chữ khoảng cách này để thể hiện nhé. Giá trị tuyệt đối của một số âm thì chính là cái số đối của nó phải là số dương, được chưa nào? Còn giá trị tuyệt đối của một số dương thì là chính nó luôn, nhớ nhé. Thế thì ở đây chúng ta luyện tập cái cách tính giá trị tuyệt đối của một số, thì giá trị tuyệt đối của một số không được là một số âm, nhớ chưa nào? Nó phải là một số lớn hơn 0 hoặc là bằng 0, được chưa nào? Tiếp theo chúng ta vận dụng và làm bài luyện tập 2. Tìm giá trị tuyệt đối của âm 79, giá trị tuyệt đối của âm, cô giáo xin lỗi, của 10,7, giá trị tuyệt đối của căn 11 và giá trị tuyệt đối của âm 5/9. Thế chúng ta sẽ có luôn giá trị tuyệt đối của âm 79. Thế thì ở đây là giá trị tuyệt đối của số âm thì là một số là số đối của nó. Số đối của âm 79 là 79. Giá trị tuyệt đối của 10,7, đây là số dương rồi, bằng chính nó luôn là bằng 10,7. Giá trị tuyệt đối của căn bậc 2 của 11 là bằng, đây là số dương rồi, vậy bằng chính nó luôn là bằng căn bậc 2 của 11. Giá trị tuyệt đối của âm 5/9, đây là một số âm, vậy thì giá trị tuyệt đối của nó phải là số đối thì bằng 5/9. Vậy thì tất cả các cái kết quả của giá trị tuyệt đối đều là một số lớn hơn hoặc bằng 0, được chưa nào? Chỉ bằng 0 khi mà giá trị tuyệt đối của 0 là bằng 0, còn lại giá trị tuyệt đối của bất cứ một số nào thì cũng lớn hơn 0, nhớ chưa nào?
Giá trị tuyệt đối của số dương thì là giữ nguyên là chính nó. Thế còn đối với là số âm thì phải đi tìm số đối. Nhớ chưa nào? Luyện tập 3 có câu hỏi như sau. Cho x bằng âm 12, tính giá trị của mỗi biểu thức sau. A nhỏ 18 cộng với giá trị tuyệt đối của x. B nhỏ 25 trừ đi giá trị tuyệt đối của x. C nhỏ giá trị tuyệt đối của 3 cộng x trừ đi giá trị tuyệt đối của 7. Như vừa rồi chúng ta tìm hiểu về giá trị tuyệt đối thì chính là đi tính khoảng cách từ cái điểm đó cho đến điểm 0. Do đó thì cái việc tìm giá trị tuyệt đối nghĩa là chúng ta phải đi thực hiện một cái phép tính về tính giá trị tuyệt đối, đúng không nào? Thế thì các bạn quan sát như sau. Với x bằng trừ 12, ta có giá trị tuyệt đối của x là bằng giá trị tuyệt đối của âm 12. Giá trị tuyệt đối của âm 12 thì chính là bằng 12. Bởi vì đây là số âm thì ta tìm giá trị tuyệt đối là số đối của nó thì là 12. Và khi đó ta có 18 cộng với giá trị tuyệt đối của x bằng 18 cộng với 12 và bằng 30. Ý B, với x bằng âm 12 thì ta có giá trị tuyệt đối của x là bằng 12. Và khi đó ta có 25 trừ đi giá trị tuyệt đối của x bằng 25 trừ đi 12 và bằng 13. Ở ý C là thay x bằng trừ 12 vào biểu thức ta được. Giá trị tuyệt đối của 3 cộng x thì lúc này thay bằng 3 cộng với âm 12 trừ đi giá trị tuyệt đối của 7. 3 cộng với âm 12 là bằng âm 9. Vậy ta được là giá trị tuyệt đối của âm 9 trừ đi giá trị tuyệt đối của 7. Mà giá trị tuyệt đối của âm 9 là bằng 9 trừ đi giá trị tuyệt đối của 7 là bằng 7 và kết quả là bằng 2. Vậy thì ở đây chúng ta nhận thấy là trong các cái phép tính nó đã xuất hiện với giá trị tuyệt đối. Vậy trong các phép tính mà có cái xuất hiện giá trị tuyệt đối thì chúng ta phải tính ở bên trong dấu giá trị tuyệt đối trước, rồi sau đó đi tính giá trị tuyệt đối, rồi mới đến các phép tính cộng trừ nhân chia. Nhớ chưa nào? Vận dụng kiến thức chúng ta sẽ đi làm bài tập số 1 ở trong phần C, phần câu hỏi và bài tập. Bài 1, tìm giá trị tuyệt đối của âm 59, giá trị tuyệt đối của âm 3/7, giá trị tuyệt đối của 1,23 và giá trị tuyệt đối của âm căn 7. Thế thì chúng ta sẽ cùng nhớ lại cách tìm giá trị tuyệt đối. Vì âm 59 nhỏ hơn 0 nên là giá trị tuyệt đối của âm 59 thì phải bằng 59, là bằng số đối của nó đấy, đúng không? Vì âm 3/7 cũng nhỏ hơn 0 nên là giá trị tuyệt đối của âm 3/7 cũng phải là số đối của nó là bằng 3/7. Vì 1,23 lớn hơn 0 nên là giá trị tuyệt đối của 1,23 là bằng chính nó luôn, là bằng 1,23. Vì âm căn 7 nhỏ hơn 0 nên giá trị tuyệt đối của âm căn 7 bằng số đối của nó là bằng căn 7. Vậy thì ở đây chúng ta chỉ nhấn mạnh thêm giá trị tuyệt đối của một số khác không đi thì luôn là một số dương. Các em nhớ như vậy. Chuyển sang đến bài tập số 2, chọn dấu nhỏ hơn, lớn hơn hoặc là dấu bằng thích hợp cho dấu hỏi chấm. A nhỏ giá trị tuyệt đối của 2,3 và giá trị tuyệt đối của âm 13/6. B 9 và giá trị tuyệt đối của âm 14. C giá trị tuyệt đối của âm 7,5 với âm 7,5. Thế thì ở trong bài tập so sánh này thì cô nhận thấy là nó vừa có giá trị tuyệt đối lại vừa có một số, đúng không ạ? Mà giá trị tuyệt đối thì chưa phải là một số cụ thể, và vì vậy thì chúng ta cần phải đi tính giá trị tuyệt đối xem là kết quả của chúng bằng bao nhiêu rồi chúng ta mới đi so sánh được. Nhớ chưa nào? Thế thì đầu tiên chúng ta sẽ làm như sau. Vì 2,3 lớn hơn 0 nên tính giá trị tuyệt đối của 2,3 là bằng 2,3. Vì âm 13/6 nhỏ hơn 0 nên âm 13/6 thì bằng 13/6. Cô giáo xin lỗi, nên giá trị tuyệt đối của âm 13/6 bằng 13/6. Và 13/6 này viết dưới dạng số thập phân là bằng 2,16666. Và so sánh được là 2,3 lớn hơn 2,16666 vân vân. Nên là 2,3 sẽ lớn hơn 13/6, hay là giá trị tuyệt đối của 2,3 lớn hơn giá trị tuyệt đối của âm 13/6. Vậy ta điền dấu lớn hơn ở ý A này. Vậy thì các bạn lưu ý nhé, để so sánh hai cái giá trị tuyệt đối thì chúng ta sẽ không so sánh cái số ở bên trong đâu, mà phải đi tính giá trị tuyệt đối trước rồi mới đi so sánh. Nhớ chưa nào?
Để so sánh hai cái giá trị tuyệt đối thì chúng ta đi tính giá trị tuyệt đối, tính kết quả giá trị tuyệt đối của số đó rồi mới đi so sánh. Tương tự như vậy chúng ta có ý B. Vì âm 14 nhỏ hơn 0 nên giá trị tuyệt đối của âm 14 là bằng 14. Mà 9 nhỏ hơn 14 nên là rõ ràng là 9 sẽ nhỏ hơn giá trị tuyệt đối của âm 14. Vậy chúng ta nhớ nhé, giá trị tuyệt đối phải đi tính ra kết quả đã rồi mới so sánh. Nhớ chưa nào? Vậy ta điền đây là dấu nhỏ hơn. Sang đến ý C. Vì âm 7,5 nhỏ hơn 0 nên giá trị tuyệt đối của âm 7,5 là bằng 7,5. Rõ ràng 7,5 là lớn hơn âm 7,5 nên là giá trị tuyệt đối của âm 7,5 sẽ lớn hơn âm 7,5. Vậy ta điền dấu lớn hơn. Vậy ở đây chúng ta đã luyện tập cách so sánh giá trị tuyệt đối với giá trị tuyệt đối, cũng như là so sánh giá trị tuyệt đối với một số. Vậy để so sánh trong cái phép so sánh mà chứa dấu giá trị tuyệt đối nhá, thì bước đầu tiên là chúng ta phải đi tính kết quả của giá trị tuyệt đối trước. Nhớ chưa nào? Rồi mới đi so sánh. Và giá trị tuyệt đối của một số khác không thì luôn lớn hơn không. Sang đến bài tập số 3 là bài tập tính giá trị biểu thức. A. Giá trị tuyệt đối của âm 137 cộng giá trị tuyệt đối của âm 363. B. Giá trị tuyệt đối của âm 28 trừ đi giá trị tuyệt đối của 98. C. Âm 200 trừ đi giá trị tuyệt đối của âm 25 nhân với giá trị tuyệt đối của 3. À, như vậy trong các cái biểu thức này, ngoài các phép tính cộng, trừ, nhân, chia và lũy thừa, thì ở đây cô nhận thấy xuất hiện cả giá trị tuyệt đối. Vậy thì đối với những cái phép toán, những cái biểu thức mà trong đó nó chứa cả dấu giá trị tuyệt đối, thì các em nhớ cho cô, chúng ta sẽ thực hiện tính giá trị tuyệt đối trước. Nhớ chưa nào? Chúng ta sẽ cùng đi làm ở ý A. Đầu tiên, giá trị tuyệt đối của âm 137 cộng giá trị tuyệt đối của âm 363. Cô sẽ thực hiện tính giá trị tuyệt đối của âm 137 trước. Giá trị tuyệt đối của âm 137 thì bằng 137, luôn là một số dương. Phép cộng giữ nguyên phép cộng. Giá trị tuyệt đối của âm 363 cũng luôn là một số dương và là 363. Và kết quả đến đây thực hiện cộng hai số này lại, ta được kết quả bằng 500. Tương tự ở ý B, giá trị tuyệt đối của âm 28 trừ đi giá trị tuyệt đối của 98 thì chúng ta cũng sẽ thực hiện phép tính giá trị tuyệt đối trước. Giá trị tuyệt đối của âm 28 thì là một số dương, thì là luôn 28. Giữ nguyên phép tính trừ và tính tiếp giá trị tuyệt đối của 98 là bằng 98. 28 trừ 98 đây là trừ 2 số nguyên, kết quả thu được bằng trừ 70. Tiếp theo ở ý C, trừ 200 trừ đi giá trị tuyệt đối của trừ 25 nhân với giá trị tuyệt đối của 3. Vậy bước đầu tiên cũng đi làm giá trị tuyệt đối trước. Trừ 200 giữ nguyên, phép tính trừ này cũng giữ nguyên. Tính giá trị tuyệt đối của âm 25 thì bằng 25. Giá trị tuyệt đối của 3 là bằng 3. Vậy ta được là âm 200. Và đến đây thực hiện phép tính nhân trước thì giữ nguyên là trừ đi 25 nhân 3 bằng 75. Âm 200 trừ đi 75 thì bằng âm 275. Vậy đối với bài toán tính giá trị biểu thức, trong đó có cái phép toán tính giá trị tuyệt đối thì bước đầu tiên là chúng ta phải đi tính giá trị tuyệt đối trước rồi mới thực hiện tiếp theo các phép toán cộng, trừ, nhân, chia hay là lũy thừa. Nhớ chưa nào? Sang đến bài tập số 4 là bài tập tìm x, biết A nhỏ giá trị tuyệt đối của x bằng 4, B giá trị tuyệt đối của x bằng căn bậc 2 của 7, C giá trị tuyệt đối của x cộng 5 bằng 0 và D là giá trị tuyệt đối của x trừ căn 2 bằng 0. Thế thì ở bài toán tìm x này là nó đã xuất hiện trong phép toán giá trị tuyệt đối. Nó khác hơn so với những bài toán trước, đúng không nào? Thế thì chúng ta đã biết rằng giá trị tuyệt đối của một số x sẽ bằng chính nó khi nó là một số dương và bằng số đối của nó khi nó là một số âm. Nghĩa là sẽ có hai trường hợp xảy ra, đúng nhỉ? Thế thì chúng ta sẽ thử đi tìm xem là ở đây có những số nào mà giá trị tuyệt đối của nó mà bằng 4. Cô ví dụ giá trị tuyệt đối của 4 là bằng 4, đúng không nào?
Và giá trị tuyệt đối của âm 4 cũng bằng 4. Như vậy là có hai cái số x thỏa mãn. Và đó là cái điều khác hơn so với những bài tìm x trong phép toán cộng trừ, nhân chia hay là lũy thừa mà trước đây chúng ta đã được học. Thì chúng ta sẽ cùng đi vào ý A để xem cụ thể nhé. Giá trị tuyệt đối của x bằng 4 nên x sẽ bằng 4 hoặc x bằng trừ 4. Tức là nó sẽ là kết quả gồm có hai số. Một số là chính nó, còn một số là số đối của nó. Nhớ chưa nào? Tức là giá trị tuyệt đối của x thì sẽ bằng x hoặc là bằng trừ x. Nhớ chưa nào? Thế thì ở đây chúng ta có hai trường hợp nên x bằng 4 hoặc x bằng trừ 4. Tiếp theo, giá trị tuyệt đối của x bằng căn 7 nên x sẽ bằng căn bậc 2 của 7 hoặc x bằng trừ căn bậc 2 của 7. Thì ở đây chúng ta nhận thấy rõ ràng thay căn bậc 2, giá trị tuyệt đối của căn bậc 2 của 7 thì bằng chính nó. Hoặc là giá trị tuyệt đối của âm căn bậc 2 của 7 thì bằng căn bậc 2 của 7 bằng chính nó luôn, đúng không nào? Tiếp theo là giá trị tuyệt đối của x cộng 5 bằng 0. À, chỉ có duy nhất một trường hợp, đó là giá trị tuyệt đối của số 0 là bằng 0 thôi. Nên là ở đây, giá trị tuyệt đối ở bên trong, cái dấu phép tính ở bên trong, dấu giá trị tuyệt đối là x cộng 5. Nên là x cộng 5 bằng 0 hay x bằng trừ 5. Và tương tự, giá trị tuyệt đối của x trừ căn 2 bằng 0. Nên là x trừ căn 2 chỉ có trường hợp là bằng 0 thôi. Và chuyển về sang là x bằng căn 2. Vậy thì đối với bài toán tìm x mà x nằm trong dấu giá trị tuyệt đối thì chúng ta sẽ lưu ý nếu như cái giá trị tuyệt đối đó mà bằng 0 thì chỉ có một trường hợp là chúng ta cho cái số ở bên trong dấu giá trị tuyệt đối là bằng 0. Nhưng nếu nó là một số lớn hơn 0 thì chúng ta sẽ có hai trường hợp, đúng không nào? Bởi vì chúng ta nhận thấy là giá trị tuyệt đối của x thì sẽ bằng x nếu như x lớn hơn 0 và bằng trừ x nếu như x nhỏ hơn 0. Nên là đối với những cái giá trị tuyệt đối mà lớn hơn 0 như vậy, chúng ta phải chia làm hai trường hợp. Tiếp theo sang đến bài tập số 5. Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai? A. Giá trị tuyệt đối của một số thực là một số dương. B. Giá trị tuyệt đối của một số thực là một số không âm. C. Giá trị tuyệt đối của một số thực là số đối của nó. D. Hai số đối nhau thì có giá trị tuyệt đối bằng nhau. Chúng ta cùng đi làm ở ý A trước nhé. Giá trị tuyệt đối của một số thực là một số dương là sai. Vì giá trị tuyệt đối của số 0 là số 0, đúng nào? Là 0. Mà số 0 có phải là một số dương không? Không, đúng nào? Các bạn cần phải phân biệt kỹ số âm, số dương và số 0. Nhớ chưa? Mà rõ ràng ở đây thì giá trị tuyệt đối của 0 là 0, nó có phải là một số dương đâu. Thế mà trong khi đó trên này lại khẳng định tuyệt đối, đúng nào? Giá trị tuyệt đối của một số thực chắc chắn là một số dương, mà số 0 thì không phải là số dương. Ở đây là sai nhé. Sang đến ý B, giá trị tuyệt đối của một số thực là một số không âm. À, đây là một phát biểu đúng. Vì giá trị tuyệt đối của một số là khoảng cách số đó đến điểm 0 nên không thể âm. Nó không thể âm thì nên là nó sẽ không âm. Để nhớ nhé. Tiếp theo sang đến ý C, giá trị tuyệt đối của một số thực là số đối của nó. Phát biểu trên là sai, bởi vì sao? Ví dụ nhé, 1,3 là số thực, đúng không? Và giá trị tuyệt đối của 1,3 là chính nó, là 1,3, đúng nào? Chứ không thể là số đối, đúng nào? Chỉ có giá trị tuyệt đối của một số âm thì mới là số đối của nó thôi, nhớ chưa nào? Chứ còn số thực thì vẫn có những số dương mà. Mà giá trị tuyệt đối của số dương thì là chính nó. Ở ý D, hai số đối nhau thì có giá trị tuyệt đối bằng nhau. Phát biểu trên là đúng vì khoảng cách của hai số đối nhau đến điểm 0 là bằng nhau. Chúng ta cùng nhớ lại thế nào là hai số đối nhau khi mà có cái biểu diễn ở trên trục số ấy. À, hai số đối nhau ở khi mà biểu diễn trên trục số nghĩa là khoảng cách của chúng đến cái điểm 0 là bằng nhau. Mà khoảng cách từ các cái số đó đến điểm 0 bằng nhau, khi nhắc đến khoảng cách, đúng không nào? Mà khoảng cách bằng nhau thì nghĩa là giá trị tuyệt đối của chúng bằng nhau. Sang đến bài tập số 6 có nội dung như sau. So sánh hai số A và B trong mỗi trường hợp sau. A. A, B là hai số dương và giá trị tuyệt đối của A nhỏ hơn giá trị tuyệt đối của B. B. A, B là hai số âm và giá trị tuyệt đối của A nhỏ hơn giá trị tuyệt đối của B. Chúng ta cùng làm ở ý A. Vì A và B là hai số dương
nên giá trị tuyệt đối của A sẽ bằng chính nó luôn là bằng A. Thế còn giá trị tuyệt đối của B cũng bằng chính nó luôn là bằng B. Nhớ nhá, giá trị tuyệt đối của số dương thì là chính nó luôn. Mà giá trị tuyệt đối của A nhỏ hơn giá trị tuyệt đối của B nên tương ứng ở đây sẽ là A nhỏ hơn B. Như vậy đã so sánh được. B, vì A và B là hai số âm, các em nhớ nhé. Hai số âm thì giá trị tuyệt đối phải bằng số đối, đúng nào? Vậy thì giá trị đối của A phải bằng số đối của nó là bằng âm A. Thế còn giá trị đối của B phải bằng âm B. Các em lưu ý nhé, là đây nó cho là số âm. Thì chúng ta mới làm là số, viết như thế này là thể hiện đây là số đối. Nhớ chưa nào? Chứ không phải là giá trị tuyệt đối là một số âm. Nhớ chưa nào? Mà viết như thế này để thể hiện đây là số đối. Mà giá trị đối của A lại nhỏ hơn giá trị tuyệt đối của B nên là tương ứng với nó sẽ là âm A sẽ phải nhỏ hơn âm B. Mà âm A nhỏ hơn âm B, một số âm mà càng nhỏ thì số đối của nó sẽ phải trở thành càng lớn, đúng nào? Thế là A phải lớn hơn B. Như vậy ở bài học này thì chúng ta đã tìm hiểu xong kiến thức về giá trị tuyệt đối của một số thực. Thì chúng ta cần có một số lưu ý như sau. Giá trị tuyệt đối của một số thực thì hiểu là khoảng cách từ điểm đó trên trục số đến điểm 0. Mà khoảng cách thì không thể là âm được. Nên chúng ta phải nhớ cái chú ý, giá trị tuyệt đối của một số thì luôn là một số không âm. Nhớ cho cô như vậy. Chỉ có giá trị tuyệt đối của số 0 thì là bằng 0 thôi. Còn lại tất cả giá trị tuyệt đối của những số khác không thì luôn là dương. Nhớ chưa nào? Tiếp theo, các bạn cần lưu ý đó là trong các cái phép toán tính giá trị biểu thức, có phép toán cộng trừ nhân chia hay là lũy thừa, và có cả phép toán giá trị tuyệt đối, thì chúng ta phải thực hiện phép toán giá trị tuyệt đối trước, rồi mới đi thực hiện các phép toán kia. Và đối với bài toán tìm x liên quan đến giá trị tuyệt đối mà x nằm trong dấu giá trị tuyệt đối ấy, thì chúng ta phải chia làm các cái trường hợp. Nếu như giá trị tuyệt đối mà bằng 0 thì chúng ta chỉ có một trường hợp xảy ra. Nhưng mà nếu giá trị tuyệt đối mà nó là một số dương thì chúng ta sẽ phải chia làm hai trường hợp. Nhớ chưa nào? Vậy thì về nhà các em có thể xem lại bài để chúng ta ghi nhớ kiến thức một cách tốt hơn. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Cô xin chào và hẹn gặp lại các em trong những buổi học tiếp theo. Xin chào các em. Khóa học Việt Jack, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Jack.